Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của JM Travel Cuộc Sống Houston, Texas. Hôm nay thì cuối tuần Jay có làm một cái buổi party rất là special, rất là secret cho anh chị của Jay, một cái ngày mà anniversary. Và đồng thời mình cũng có một đứa cháu ngày birthday, rồi một có đứa cháu nó chuẩn bị nó đi về trường học lại college. Cho nên mình luôn tiện mình làm một cái birthday chung cho nó vui. Thì quý vị nào mới đến kênh của Jay thì kênh của Jay chuyên về du lịch, cuộc sống xung quanh Houston. Quý vị nào mới đến nhớ đừng quên nhấn cái nút đăng ký phía dưới ủng hộ cho JM Cuộc Sống Houston Texas và cái chuông để mỗi khi tụi mình ra những video mới thì tất cả các bạn sẽ được thông báo. Còn bây giờ thì mình mời tất cả mọi người cùng đến nhà của Jay để ăn một cái buổi party nho nhỏ trước khi mấy đứa cháu nó đi học lại, và một cái buổi tiệc birthday và cái ngày anniversary của anh chị mình nha mọi người nhé. So cô chú anh chị ready to go? Let's go mọi người. Ok cô chú anh chị, thì đây là phía sau nhà của Jay. Thì lần trước Jay có quay, mình có một cái bàn ăn dining, thì hôm nay mình sẽ ăn ngoài trời nha mọi người nha. Ăn ngoài trời thì cái bàn này thì bà xã mình có decoration lên, nhìn giống như là outdoor dining. Tối nay mình sẽ có những món gì? Thì tối nay mình sẽ có những món giống như là salad nè, tuna và những món steak khai vị ăn. And then sau đó mình sẽ có những cái món ăn là bún than. Đây, không gian ngoài sau nhà, một chút mình sẽ có party ở đây nha cô chú anh chị nha. Đó, cô chú anh chị thấy sao? Tất cả đồ ở đây là mình, toàn là mình trang trí đàn, mình tự mình làm hết nha mọi người nha, chứ không có ai làm cho mình hết. Cái này là Jay tự làm hết, những cái rail, những cái decoration là mình tự ráp, mình tự làm hết. Ok, bây giờ mình đi vô trong nhà mình xem thử coi bên trong có những món ăn gì nha các bạn nha. Đó, hôm nay mình có những món gì? Sẽ có món tuna salad nè, do bạn mình làm. Mình ăn steak filet mignon và một nồi bún bún than. Thì bún than có gì ta? Bún than có trứng nè, mình cắt nhỏ nhỏ, và chả ốc, và đồng thời bà xã mình đang chiên. Hello, cuộc sống Mỹ thật sự có gì vui. Hello người Việt ở Mỹ nha. Đó, tất cả những người bạn YouTube họ mặt lại rất là vui nha cô chú anh chị nha. Đây, bà xã mình đang chiên trứng để chuẩn bị cắt ra làm một nồi bún than. Và đây là bún than nè mọi người. Trời đất ơi, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn nha. Còn đây là chả ốc nè cô chú anh chị ơi. Đó, hello babe. Hello. Đó. Còn đây là con nhỏ cháu, hôm nay có vấn đề của nó nè. Đó. Vấn đề gờ đó. Đó, rất là vui luôn. Trời ơi. Đó. Bữa nay cô chú cuộc sống Mỹ thật sự có gì vui đây. Người Việt ở Mỹ đây. Dữ dằn. Đã lớn à, birthday nè. Nên hôm nay mình là vừa, mình có birthday nè, mình có đứa cháu nó chuẩn bị đi học lại. Sau đó là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh chị mình nữa nè. Có kỷ niệm ngày cưới của anh chị mình nữa nè. Đó. Yeah. Dữ luôn. Đó, kỷ niệm ngày cưới luôn. Oh my god. Cái này là mình đã có bàn trước với con cháu rồi, là phải keep secret. Đó, có quà cho ba mẹ nó nữa nè. Đó, thấy đã ghê chưa.
Đó. Mở ra giùm em chị Vân, mở ra. Mở ra, mở ra, gái đi, mở ra, gái đi cho vui. À, bữa nay birthday nhỏ cháu nữa nè. Đó, bé Na. Hello, happy birthday con. Yeah. À. Birthday nè, rồi ngày anniversary nè. Happy birthday bé Na kìa. À. Có chân, đụng đụng. Yeah, có ai cầm giùm. Yes. Nó sập anh, À, happy birthday bé nghe, bé Na nữa nè, đó. Đây nè. Đó, rồi một cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái này của chủ nhân khui nha. Hôm nay là ngày anniversary của cuộc sống Mỹ thật sự có gì vui nha. Yes. Đó, để mình khui ra coi cái bánh nó nhìn đẹp không ta. Cái này mình phải qua Paris mình mua nha, chứ mà giỡn nha. Kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Giúp chưa? Yeah, happy anniversary. Have a have a good one, have a good new school year. That's for you too. Cho ba đứa nhỏ luôn nè. Right here. Đó, quá gì đẹp. Cái này là mình ổn định gì nữa trời, quất luôn. Bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài, mình vừa nướng steak mình vừa uống bia nha các bạn nha. Cuối tuần ở Mỹ thì chỉ thế thôi. Đây là kênh của người bạn mình chuẩn bị mới vừa ra, người Việt ở Mỹ. Quý vị nào vô coi thì là người Việt ở Mỹ, là quay tất cả những thú vui ở Mỹ nè, câu cá nè, nấu ăn nè. Đó, đây là người Việt ở Mỹ. Đây là mình sẽ ăn ở ngoài trời với những món ăn salad và steak. Đây, ông anh của mình đây, đang nướng steak nè. Hello. Đó, đèn đã chuẩn bị lên luôn. Thì lần trước chơi có nói mấy cái mist nè mọi người, không biết cô chú anh chị có nhìn thấy cái mist không? Đó, nó phun ra như vậy nè, để cho nó mát á. Nếu mà thời tiết mà nó nóng, mình có thể mình phun như vậy thì cho nó mát. Đó, đó đèn cũng đã lên. Rồi, tối nay là party good luôn. Đó, tối nay cái tông đồ của... nhóm mình là trắng và hồng only. Hỏi quần hùng youtuber cuộc sống Mỹ thật sự có gì vui, người Mỹ, người Việt ở Mỹ đây. Đó, Jay Travel, quý vị nhớ coi và ủng hộ mọi người nha. Đó, đó, đó. Đây món salad đây, hết sảy. Bữa nay mình sẽ ăn ngoài trời, trải nghiệm ăn ngoài trời như thế nào nha cô chú anh chị nha. Đó, quá chừng, quá chừng đẹp, quá chừng đẹp. Đây, đèn cũng đã lên rồi nè các bạn ơi. Cuối tuần mình ở Mỹ là chỉ vậy thôi. Hello. Nhớ vô ủng hộ kênh của... Yes, ủng hộ kênh của bạn mình nha, người Việt ở Mỹ. Dạ. Các bạn ơi, thì mình chuẩn bị nhập tiệc nha. Thì hôm nay thì mình mời mọi người cùng nhập tiệc ngày hôm nay chung vui với lại gia đình chị em cuộc sống Houston, Texas. Đó, hôm nay là ngày anniversary của bà chị ông anh mình và birthday của con bé con cháu nè, với lại một đứa nó chuẩn bị nó về trường học. Thì hôm nay mình có bia nè, salad nè, những món ăn salad cá tuna nha, và đồng thời là có steak nữa, filet mignon nha mọi người nha. Đó, không sao, nó không có bán ở đây, nó xịt ngoài thôi à. Đó, đây là bàn tiệc ngoài trời ở nhà của Jay đây. Hy vọng mọi người cô chú anh chị thích. Nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký phía dưới ủng hộ cho Chê và cái chuông để mỗi khi mình ra những video thì tất cả mọi người sẽ được thông báo nha. Còn bây giờ thì mình mời tất cả mọi người nhập tiệc với lại gia đình của tụi Chê nha. À. Rồi mình mời tất cả mọi người nhập tiệc nha. Rồi, let's go. Happy Saturday, happy anniversary, happy birthday. Happy back to school day. Happy back to school day. Birthday, quá chừng, quá chừng. Oh, where my beer? Hai bia đây. Hai, cho mình xin một chai bia. Út lấy rượu chưa? Không, Trung nói ăn này uống bia. Bia đi. Thôi tí vô trong Trung rượu nha. Rồi em đi. Thôi mời cả nhà. Mời mọi người nha. Hôm nay là chuẩn bị thổi nến của nhỏ cháu nè. Ok, happy birthday nha. Đó,
này là ngày birthday của cháu mình nha. Bữa trưa con mở nhạc đi con. Quá ở trình độ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Giờ xong birthday rồi, bây giờ tới kỷ niệm ngày cưới. Đó, đây nè mọi người, kỷ niệm ngày cưới nè. Thắp hôn, kỷ niệm ngày cưới nè. Cảm ơn chị, Michelle. Tặng một bánh cho anh chị, đẹp quá. Bao nhiêu năm rồi ta, bao nhiêu năm rồi ta? 24 năm. Big 24, big 24. 24 năm. Đây mọi người ơi. Đó. 24 sẽ có 25, 50, 75 luôn nha mọi người nha. Đó. Nắng chiều là 25, mình chơi lớn không? 25 chơi lớn à. Chị. Make a wish. Ủa, mới thổi đèn cày nữa hả? Thổi đèn cày nữa, giỡn rồi. Lớn rồi hồi mắc cỡ không thổi, bây giờ lấy tay quạt không mà chết luôn. Chụp ba mẹ. Quá gì vui mọi người ơi. Chụp lại. Đây cả nhà mình đây, Đó. Quá chừng dễ thương luôn. Rất là vui cô chú anh chị ơi, cuối tuần rất là vui. Ở Mỹ cuối tuần rất là vui. Đó. Con bé này chuẩn bị đi vào trường học lại nè. Đó. Đây. Con ôm cho mẹ đi. Đó, rất là vui luôn. Cái này nó thấy chữ. Đó, đẹp ghê chưa? có hung cá gì không hả? Có có mi miết gì không? Có mi miết gì không? Ủa, có mình có hôn môi xa gì không? Hôn môi xa mới gần vô. Bây giờ chuẩn bị màn một cảnh hai. Mình nhập nãy ăn ở ngoài trời, bây giờ mình dọn vô nhà mọi người. Mình chuẩn bị ăn bún thang với lại uống rượu. Người làm vài shot cho nó ấm bụng cái. Ông làm chiến sĩ rồi. Đây nè mọi người, tô bún thang nè, nhìn hấp dẫn không? Đó, anh em thì cuối tuần làm một set nhỏ nhỏ cho ấm bụng xí. Đó, đây là whisky đây, bún thang hấp dẫn không?
có trứng, có chả, có mùi quá thì ngon. Thấy ok không bro ha? Quá ngon. Làm sốt cho nó ấm. À. Còn mấy bà đang làm gì? Hồ cá cũng tắt đèn rồi nè. Quá hấp dẫn luôn mọi người ơi. Quá diện đã luôn, muốn than nha. Đó. Có ốc, có chả ốc nữa nè. Đây. Chị Hâm lại cho nóng không? Hello chị Dân. Đây 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 đây. Bún than, bún than. Ui, đây nè. Hello em. Bún lèo có nè, quá diện đã, mà một cảnh hai. Ôi trời ơi, quá diện sướng. Đây. Hello babe. Yeah. À, mấy đứa nhỏ nó cũng ăn tối nữa nè. Ăn được mấy con? Ok không? Good. Yes, 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 yes. Good, 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 good. Thế đi nước đi. Quá này đứng đâu? Chị đâu? Quá này đã đủ rồi. Quá em thôi. Thử em mang cùng tôi đi. Cái gì vậy? Sorry. Ngồi chưa ạ? Không biết. Mấy đứa con cắm không cho cô? Cô cắm không? Ừ. Ủa vậy này? Ủa nước sốt cho con. Nước sốt cho con. Đúng không? Đúng rồi. Người Bắc. Cái này nè, gớt cây rồi đó. Sáu cây luôn.